đến tham quan y tí, điểm đến đầu tiên của nhóm du khách này chính là ngôi trường tiểu học của xã. Với họ, đây là một lựa chọn đúng đắn. Hàng trăm gốc đỗ quyên đang bung nở rực rỡ sắc màu với những góc cảnh quan thú vị, độc đáo, gây ấn tượng cho bất cứ ai ngay từ lần đầu tiên đặt chân tới đây. Một cái môi trường giáo dục có thể nói là so với lại miền xuôi không có kém gì cả. Môi trường rất là khang trang và đặc biệt là có một cái cảnh quan rất là hấp dẫn con mắt của tất cả các du khách đến đây. Hoa rất là đẹp, rất là tươi mà ở thành phố, các trường của thành phố chả mấy trường được như thế này đâu ạ. Đây là cái điểm mà có lẽ tất cả anh chị em trong đoàn chúng tôi đều rất ấn tượng. Mới xây dựng mô hình trường học du lịch được 2 năm nay, thầy và trò trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Y Tý đã nhanh chóng thu được thành công. Không chỉ là qua những đánh giá của khách du lịch mà thể hiện ngay qua những chuyển biến tích cực của các em học sinh. Trước đây, những em nhỏ người Hà Nhì, người Dao này còn nhút nhát, tiếng Việt chưa thật thành thạo, thì giờ đây các em đã tự tin với vai trò là những hướng dẫn viên bản địa. Khi đến trường, em được tham gia đội hướng dẫn viên, em thấy rất là vui, hào hứng khi được giới thiệu cho du khách về bản sắc dân tộc. Em sẽ giới thiệu về ngôi nhà chòi của người Hà Nhì hay đỉnh núi Lào Thần. Còn đây là mô hình bản làng nhà trình tường, không khác nhiều so với cảnh quan thực tế tại địa phương. Điều đặc biệt là mỗi góc nhỏ ấy đều là thành quả chăm chút nhiều ngày của các thầy cô giáo, sự góp công của các bậc phụ huynh để con em mình có được một môi trường học tập ngày càng tốt hơn. Quãng thời gian công tác và sinh sống tại đây thì là cũng có được tiếp xúc với người dân, cũng có đi dân vận rồi là được ăn cơm cùng bà con, nên là qua những việc đấy thì mình cũng được tìm hiểu thêm những nét văn hóa của người Hà Nhì. Thì từ những việc đấy thì mình sẽ có những cái ý tưởng và mình xây dựng thực hiện làm sao cho nó đúng với bản sắc của người dân tộc mình nhất. Khi tôi triển khai được cái mô hình này thì các em học ở bán trú là rất là yêu thích và hướng tới các em là khi các em ở trường, các em chăm cây cảnh, chăm hoa như vậy thì các em về nhà cũng sẽ phải trồng hoa, trồng cây cảnh cho tương lai sau này phát triển du lịch tại Y Tý. Y Tý đang trên đà phát triển thành khu du lịch hấp dẫn và mô hình trường học du lịch như vừa đề cập trở nên thực sự có ý nghĩa trong xu hướng phát triển ấy. Một công viên trường học mang đậm bản sắc các dân tộc sẽ là môi trường thuận lợi để các học sinh biết giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống, khơi dậy tiềm năng quê hương ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.